Cơ sở lan rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là phiên ngày 13 tháng 3 năm 2019, cơ sở chúng em lại cập nhật về cái lô hàng mới, thì gồm có rất nhiều loại lan mới so với những ngày gần đây. Thì hôm nay thay đổi khá là nhiều loại lan. Thì các bạn đặt hàng vui lòng gọi trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Và em sẽ bán hàng, gửi hàng đi toàn quốc cho tất cả các bạn. Hình thức các bạn thanh toán trực tiếp với bên bưu tá giao phát hàng tận tay cho các bạn đấy ạ. Đó. Rồi các bạn quan tâm mặt hàng nào vui lòng gọi điện trực tiếp cho chúng em hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em địa chỉ đơn hàng. Và đấy, rồi chúng em sẽ gửi lan đi cho các bạn khắp toàn quốc luôn ạ. Và bây giờ em đi vào, xin đi vào giới thiệu những mặt hàng của ngày hôm nay em có để chia sẻ cho mọi người luôn. Thì, ở đây thì có một con vàng ở đây, nhưng mà con vàng không bán đâu, con vàng hơi bị dữ đấy. Ở đây em có lông tu đá hoa tím này. Lông tu đá hoa tím thì phiên hôm qua em có báo giá nhầm với các bác là đây, lông tu đá hoa tím em có lọc hàng loại cây ngắn nhỏ thì có cái giá nó rẻ hơn cái loại hàng đẹp nhá các bạn nhé. Cái loại cây ngắn này thì tôi nói cái hàng giống cho nó dễ các bạn ạ. Đấy, nó là hàng giống thì nói cho nó dễ thì nó rơi độ khoảng 5 phân 10 phân một khóm một thân thôi. Thì nó là 180.000 một kg nhá các bạn nhé. Đấy, loại cây ngắn này. Còn đây loại thân dài đều đều này, cứ phải trên 15cm trở lên này. Đấy, đây là những cái mặt bông mà nở từ trong thùng rồi đây. Thì cánh rất là bóng mượt luôn này, long tu đá hoa tím nữa. Đấy, cứ đều đều độ khoảng 15-20cm một thân đấy ạ. Đấy, mặt bông của nó đây. Bây giờ đang mùa bông thì đồng thời nó cũng sẽ lên mầm gốc, rất là dễ ghép, mà dễ thuần vào cái mùa này. Có giá là 220.000 một cân ạ. Long tu đá hoa tím nhé các bạn nhé, 220.000 một cân. Không biết là các bạn có nghe được em giới thiệu nó rõ không? Bởi vì ở ngoài cổng thì xe nó đang sửa đường, hơi ồn. Còn đây là long tu xuân hoa rất tím đây. Đấy, thường thì tất nhiên là long tu nó có cánh nó chỉ hơi hồng thôi đúng không? Nhưng mà cái lô hàng này nhìn này, đều đều nhau là đều có bông tím mà họng vàng hết này. Đấy, các bạn thấy hết, thấy cả đấy, bông tím họng vàng này. Tuy rằng những cái bông này bây giờ nó đã tàn đấy, và đồng thời là cũng đang lên những mầm gốc để chúng ta dễ thuần cây. Đấy, hoa rất tím đậm luôn đúng không các bạn? Đấy, nó tùy theo từng khu rừng nhé các bạn nhé. Đấy, long tu xuân có giá là 280.000 một kg. Còn đây loại hàng cây nó giống thôi, loại hàng cây giống, nhưng mà cây giống nó vẫn cho hoa bình thường các bạn, không phải là cây ngắn mà nó không cho hoa đâu. Đây có những thân nó chỉ 5cm đây nhưng mà nó vẫn cho bông này. Đó nhá, cái này là hàng giống thì có giá là 240.000 một kg. Đó, loại cây ngắn 5-10cm như này thôi, thân là có được thân nào dài thì được tầm 15cm. Đấy, hàng cây đang lên mầm gốc rất là nhiều luôn đấy. Đấy, cái thân ở đây phải cỡ 20cm. Còn cái loại hàng dài kia thì trên 20cm trở lên rồi. Đấy, em có bó kim thoa này rất đẹp nhưng có khách chốt rồi này. Còn đây còn bó nghệ tâm. Bó nghệ tâm này thì bác nào quan tâm em để giá cho là 80.000 ạ. Đó, bó nghệ tâm. Nghệ tâm bây giờ cũng đang lên nụ rồi đây. Đấy, những cái nụ này, những cái nụ này rất là mềm mỏng nên rất dễ gãy, nên là thực sự là gửi cả bó đi cho các bạn để các bạn được xem hoa một vài bông gì đấy là cũng rất mừng rồi. Đó. Còn ở đây là lan đuôi chuột. Lan đuôi chuột thì mẻ hôm nay thì cây nhỏ cũng chiếm tỷ lệ khoảng 50%. Thì có giá là 150.000 một kg thôi các bạn ạ. Đó. 150.000 một kg lan đuôi chuột. Thân rễ lá rất là đẹp, hoa thì màu trắng chấm tím. Và ở đây là lan chuối ngọc. Chuối ngọc thì có giá là 200.000 một kg các bạn ạ. Đấy, hoa này
mặt hoa rất là tím. Đó, đây là mặt lan chuối ngọc đây, hoa rất là đẹp, đẹp đúng không ạ? Hàng mẻ hôm nay cũng khá là ưng ý đấy. Đấy, nó cũng không có nhiều hàng lẻ đâu, hàng rời đâu. Đấy, cái số này hàng rời rời tí này. Đấy, nói chung em còn phải lọc hàng nhiều. Thì chắc là chiều hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bạn rất là nhiều loại hàng giống luôn. Tại vì em sẽ lọc hàng ra thì sẽ có rất là nhiều loại hàng giống. Đấy, chuối ngọc 200.000 một kg nhé. Và ở đây kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì số này toàn cây nhỏ thôi, nên là hôm nay em bán xả cho mọi người là 200.000 một cân nhé. Giá bình thường của nó luôn có giá là 250 một kg. Đấy, bây giờ đang mùa hoa nên là hoa cũng bắt đầu tàn rồi nhé các bạn nhé. Kim điệp nhựa, kim điệp thơm ấy. Đấy, kim điệp thơm cho bông màu vàng này, cánh như nhựa, cánh bóng như là nhựa và dày, rất là dày và bền hoa về cái dòng này. Đấy, đấy các bạn thấy nhá, cánh rất là bóng và vàng. Đấy, em bán xả cho mọi người còn chừng khoảng 2-3 kg thì đấy là 200.000 một kg nhé. Còn ở đây là trầm tím này, trầm tím loại thân to đẹp này có giá là 800.000 một kg ạ. À, đấy, thân to đẹp luôn đó, hàng rất là đẹp ạ. À, hàng rất là đẹp các bạn ơi. Trầm thì chuẩn bị vào mùa nụ đấy nhá các bạn nhá. Đấy, thân này nguyên thân tơ luôn mà to đùng này. Đấy, đấy, hàng rất là ưng ý luôn các bạn ạ. 800.000 một kg ạ. À, còn ở đây em có cái hàng nó gọi là chip chip hơn, thì là hàng loại chip chip này thì có giá là 650.000 một kg thôi này. Đó, còn ở bên này thì còn có cái hàng tầm trung ở đây chứ, hàng tầm trung đây chứ, hàng chip đây các bạn ấy, để lẫn lộn hàng chip này sẽ có cả hàng gãy nha các bạn nhá. Đây, hàng chip đây, đây những thân này nó bị gãy này, thấy chưa, đó nó bị gãy này, đó thì nó cũng lẫn lộn ở đây cả, thì là 650.000 một cân này. Còn cái thằng này đây thì hàng tầm trung thì có giá là 750.000 một cân ạ các bạn nhé. Đó, các bạn ấy để lẫn lộn khá là nhiều nên là việc lọc hàng của em đây. Đấy, hàng tầm trung thì tất nhiên là các bạn vẫn có thân để xem hoa bình thường thôi, những thân gãy như này cho vào hàng chip này là 650.000 cân này. Như cái này thì thân to gãy dài như này thì cho vào hàng tầm trung này. Đấy, cái này cũng gãy này. Đó, đấy. Và còn ở đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng chắc còn độ khoảng 5-7 cân gì đấy. Phi điệp vàng có giá là 130.000 một kg thôi này. Đó, phi điệp vàng nhá. Còn ở đây là giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc mẻ hôm nay về rất là đẹp luôn, 180.000 một kg thôi các bạn ơi. Giáng hương tam bảo sắc những cái nụ ra rất là dài rồi nhé các bạn, nên là việc vận chuyển nó rất dễ bị gãy. Đây, như lô này thì nụ vẫn còn khá là nguyên lành đấy. Và hàng rất là ok, rất là tươi luôn. Đó, 180.000 một kg. Còn đây là lan ý ngọc. Ý ngọc thì bây giờ đang mụ nụ hoa. Ý ngọc thì năm nay rất là khan hàng nhé các bạn nhé. Hôm nay em chỉ về được khoảng 7 kg này. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Ý ngọc thì cơ sở chúng em có cái giá chia sẻ cho mọi người rất là mềm là 300.000 một kg thôi ạ. Đó, đấy là lan ý ngọc nhá. Đang rất là nụ, rất nhiều nụ luôn. Chúng ta nên mua sớm vào thời điểm bây giờ, tại vì mua mà muộn chút nữa là những cái nụ này nó sẽ bị rụng. Như thân này đây thì nụ ra khá dài này. Thì ở đây nó bị rụng mất hai mắt rồi này. Đấy. Đấy, 300.000 một kg thôi ạ. Và ở đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi. Đấy, nãy thằng vàng nó đạp xô đi khá là nhiều, nên mình lấn cái thân gì vào đây. Đây là thân hạc vĩ.
Đấy, hoàng thảo vôi hàng giống này thì có giá là 220.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đó, 220.000 1 kg ạ. Hàng giống thì nó dài độ 5-10 phân, 15 phân. Nhớ các bạn nhé. Đó, mà có cả thân mảnh, thân to cũng có, mà chủ yếu là thân ngắn thôi các bạn ạ. Thân rất to. Còn ở đây là hoàng thảo vôi hàng đẹp. Thì có giá là 260.000 1 kg nhé các bạn nhé. Loại hàng đẹp này, dài trên 15 cm trở lên hết này. Đấy, hàng rất là nghí luôn. Hoàng thảo vôi thì bây giờ cũng đang mùa hoa và lên những mầm gốc đây các bạn nhé, nên là rất là dễ trồng, dễ ghép. Và còn ở đây là kiều vàng. Kiều vàng thì còn độ khoảng vài 3 kg, về vận một dề rất là to, nhưng mà chỉ to gốc thôi này. Đấy, đấy, kiều vàng phi hôm nay bán xả cho mọi người là 150.000 1 kg nữa. Đấy, hàng nó xấu vừa vừa, không phải đẹp mà cũng không phải xấu lắm, hàng nó tầm trung thôi. Như thân này bị gãy thì cắt ra thôi. Còn ở đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì bây giờ đang lên mầm nụ như này đây các bạn nhé. Sơn thủy tiên hàng thân to đẹp này có giá là 200.000 1 kg. Đó, 200.000 1 kg. Còn đây loại hàng rời thì có giá là 160.000 1 kg. Đấy, hàng rời này nó vẫn lên nụ thôi, nhưng mà nụ này nó bị hỏng rồi này. Đấy, chúng ta nên mua sớm, chứ còn mua muộn quá thì nụ nó bị hỏng và gãy nha các bạn nhé. Đây, nụ này mua sớm thì chúng ta mới xem được hoa các bạn ạ. Vì mùa nụ của sơn thủy tiên thì nó gần như là nở đồng loạt, chứ nó không nở lác đác như là những loại khác. Còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng này mẻ hàng cũng rất là đẹp. Nhất điểm hoàng bây giờ cũng đang vào mùa nụ như này đây. Đấy, vạch lá một cái mà toàn nụ chi chít trắng toát ra hết đây hết. Đấy, nhất điểm hoàng thì có giá là 120.000 1 kg ạ. 120.000 1 kg nha các bạn. Và còn ở đây là hoàng thảo Thái Bình. Hoàng thảo Thái Bình thì thân nhìn nó hơi heo héo một tí. Hoàng thảo Thái Bình cũng chuẩn bị đi vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Hoàng thảo Thái Bình có giá là 150.000 1 kg. Rất là rẻ. Tại vì dòng này thì nó thân dài, thì lúc gửi hàng đi thì cái phí ship nó sẽ tương đối là cao hơn những loại khác. Tại vì nó dài thì bên bưu điện họ sẽ tính theo kích thước hộp hàng nữa, nên là nó cũng khá là cao. Một số thân mà nó bị khô thì chúng em sẽ cắt đi. Còn đây là thân tơ này. Đấy, đây là những thân tơ mà sắp tới cho hoa này. Đó, đây nhá. Đấy, dòng này thì nó cho hoa, mỗi một thân này cho hoa tầm 3 năm nó mới hết mắt hoa cơ. Đó. Còn ở đây là hạc vị Bắc. Hạc vị Bắc có giá là 280.000 1 kg nhá. Đấy, bây giờ đang mùa hoa nên nó còn lác đác một vài bông là chưa tàn. Đấy, có những phần hàng thì nó cũng đây này, có những thân nó vẫn còn đang cho nụ này. Đấy, nhưng mà tỷ lệ nụ bây giờ là gần như là không có rồi, tại vì mùa hoa bây giờ đang là cuối mùa rồi. Đấy, 280.000 1 kg nhé các bạn nhé. Còn đây là lana đùi gà tròn, hàng giống thôi các bạn. Hàng này hoàn toàn hàng rời, hàng ấy thôi, hàng thanh lý rồi. Thì hàng này phải nói là nó là hàng xấu. Thì khi hôm nay bán xả cho mọi người là 160.000 1 kg thôi nhé các bạn nhé. Đấy, 160.000 1 kg thôi này. Đấy, đây là đùi gà tròn nhé. Còn đây là bông hoàng thảo vôi. Đấy, bông hoa thân hoàng thảo vôi đây. Có một khóm bằng này mà đang cho bông cho nụ đây. Đấy, hoàng thảo vôi có cái lưỡi trắng như vôi và những cánh màu tím tím này. Hoàng thảo vôi lúc nãy em báo giá là 260 rồi này. Còn ở đây là đùi gà tròn, loại hàng đẹp, có giá 220.000 1 kg. Đấy, những cái mặt bông đùi gà tròn hàng đẹp đây. Đấy,
bông rất là to và rất là tím luôn đấy, sắc tím rất là tím đậm. Đùi gà tròn loại hàng đẹp này có giá là 220.000 một kg nhé các bạn nhá. Đấy, một lác đác một số thân vẫn còn đang có nụ đây đó, hàng thân vàng óng luôn, rất là cực kỳ đẹp này. Đấy, ui giời, mẻ hàng này khá là đẹp ạ. Đây còn rất là nhiều nụ luôn, gần như là vẫn còn đang nụ hết thôi, có mỗi khóm này đang nở hoa này. Đấy, đấy, rất đẹp. Còn ở đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì bây giờ đang vào mùa hoa nhé các bạn nhé. Kim điệp xuân đây. Đấy, kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp dẫy đây. Cánh nó mỏng hơn kim điệp nhựa, nó kiểu như là dẫy ấy. Rất là đẹp luôn. Lô hàng kim điệp xuân ngày phiên hôm nay cũng rất là đẹp, có giá là 180.000 một kg các bạn ạ. Đấy, kim điệp xuân có giá là 180.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, còn ở đây là hoàng thảo điện biên đông này. Hoàng thảo điện biên đông chắc còn độ khoảng 5 kg nữa. Hoàng thảo điện biên đông có giá là 200.000 một kg thôi ạ. Đó, thân vàng óng rất là khỏe khoắn luôn. Và đồng thời bây giờ nó cũng đang lên những cái mầm gốc nhé các bạn nhé. Đây, điện biên đông đang lên những mầm gốc như này đây. Đấy, và vừa rồi thì nó cũng đang lác đác vào mùa nụ nhớ các bạn nhé. Và còn ở bên này đây thì em còn có mặt hàng lan ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu thì bây giờ cũng đang vào mùa nụ các bạn ạ. Ngọc thạch ba màu thì bây giờ đang vào mùa sưng nụ thôi, nên là chúng ta nên mua sớm để sắp tới chúng ta xem những cái bông hoa ngọc thạch. Tại vì mua muộn quá thì những cái mắt nụ nó dễ bị hỏng, nên là lúc vận chuyển đi là bị hỏng nụ, mắt nụ là chúng ta hết mắt nụ để xem hoa mất. Đấy, ngọc thạch ba màu có giá là 200.000 một kg nhá. Đó, và còn ở đây em có dáng hương cẩm báo. Dáng hương cẩm báo thì cây nó cũng vừa thôi các bạn. Dáng hương cẩm báo có giá là 250.000 một kg nhá. Đấy, dáng hương cẩm báo thì mùa nụ bây giờ thì nụ nó đã dài quá rồi, nên là nó bị hỏng nụ, gần như là bị hỏng nụ hết rồi các bạn. Đấy, những cái nụ như này đây, nó dài thế này thì nó bị gãy. Đây còn lác đác một vài nụ vẫn còn khép nép ở trong kẽ lá như các bạn nhé. Đây, đấy, 250.000 một kg ạ. Đây là lan cẩm báo ạ, dáng hương cẩm báo ạ. Hoa rất là thơm mà cây cũng rất là thơm các bạn ạ. Cái lá của nó thôi nó đã thơm rồi. Đấy, mùi thơm như là mật, mùi mật ạ. Đấy, vừa rồi là những loại lan mà em đã giới thiệu chia sẻ cho mọi người nhé. Mọi người lưu ý những mặt hàng và ghi chú giá của từng loại cho chúng em, rồi điện cho chúng em để đặt hàng nhé. Em cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.